Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay là một đêm rất là dễ thương. Hiện nay đồng hồ của tôi đang chỉ khoảng 12 giờ 15 tối rồi, nhưng mà tôi vẫn không giờ rồi, không giờ rồi. Không giờ rồi em ngủ đi. Dạ. Trời ơi, hiểu miếng tôi ghê. Bởi vì tụi tôi đang tràn qua đây sinh nhật của cô Thu Hoài. Vợ chồng cũng không có gì tiền nhiều cho nên cũng tặng cho con cái quà cái Chanel thôi. Đúng rồi. Mình cũng rất dạ. Cảm ơn bạn đã có lòng và dành cái ngày sinh nhật cho mình. Dạ. Và bạn hẹn mình đó là từ 9 giờ mình đợi tới 11 giờ mấy. Bạn dễ thương lắm. Đó. Mình cạo gió nè, đợi mình cạo gió. Cái này là chích thủy quang đây mình. Sao cái tên nó hoàn trắng vậy chị? Mình lớn tuổi á. Cho nên mình muốn trẻ, mình cái tim, mình cái cổ, mình sợ nó nhăn. Tên là gì chị? Tên Thủy Quang đây mình. Thủy Quang. Nghe tên đây mình. Đứng đập đây. Thủy Quang đây mình. Menu của ngày hôm nay bao gồm ca sĩ Thu Minh. Hello, happy birthday. Rồi bao gồm ca sĩ Chuốc nha. Và bên đây nghệ nhân Lê Giang. Ủa tại sao lại là nghệ nhân? Tại vì là vừa là nghệ sĩ mà vừa là nghệ nhân làm nail. À. Hiện nay giờ người ta là điêu khắc móng tay. À, trời ơi, kìa, mọi trời người cái ơi. Mau màu tím nè. Cái tay đừng quay cái bụng chị em. Mọi người thấy hôm nay Lê Giang đẹp không? Chị ui. Ủa chi vậy? Sao người ta mà quảng cáo mà quá. Tôi nói lỡ tôi mở quà cái tự nhiên quay hồi quay mấy người. Cái gì vậy? Xịt. Đây, bây giờ mở quà. Cái quà là chủ của em ấy anh chị. Đó. Mình thấy con người đầy phức tạp. Bày phức tạp, phức tạp cực kỳ phức tạp. Không nên nết. Không nên nết. Không nên nết. Ngã nghiêng ngã ngửa đây. Chữ đây. Đây chữ đây khoan chữ. Ê mà chồng ơi, sao cái sinh nhật của anh không có viết mấy cái này cho không em nhỉ? Không viết cho em mà. No, viết. Chắc nó viết lộn cho ai quên. Cái này. Ê chị. Đợi chút. Ồ, hồi hộp quá. Hồi hộp quá. Hồi hộp quá. Giết xấu. Hồi hộp quá. Để tôi đoán nha. Là một cái cọng dây. Cái hộp kiểu này là cọng dây rồi, dân mua nhiều biết. Dân, trời ai cũng biết hết à. Nhưng quan trọng là dây gì cái đã. Yes. Yêu nghiệt à. Trời ơi. Tôi có cái đàn ông này luôn. Tôi có cái tập bóng này luôn. Sợi dây này là cái gì không nè? Chanel. Đổi xíu cho lấy cái tập bóng này ra luôn nè. Ôi. Sao nói đi. Em nói thiệt. Đây, anh quay cho em đi, anh quay. Kính thưa quý vị và các bạn đang xem clip này. Ai muốn chia sẻ một cái gì nó nhỏ nhỏ mà thôi. Bây giờ mình cũng yêu anh này bây giờ là tới thời điểm này là cũng là 3 năm rưỡi. Và tới bây giờ thì tôi chưa bao giờ nhận được một cái dòng mà liên quan tới Chanel hay là dòng gì đó. Thì em chưa bao giờ nhận một cái gì hết, cho dù là một cái. Ôi, vậy là bà hoa hậu đi tôi tặng bà sao người ta ra là kẹp bỏ qua rồi. Nguyên bộ công ty. Nói nào ngay vậy. Để lên nó mới thấy. Đúng rồi. Nói nào ngay là bữa ra Chanel nó đưa nguyên bộ nhưng mà cộng dây mắc quá em mua đeo bông. Em trả lại cộng dây. Cuối cùng thuộc về chủ. Đúng rồi. Ê tự nhiên tôi hay không? Tự nhiên nó giao cách cảm ha. Sao không? Bluetooth đó. Nhưng mà nói nào ngay là hôm nay sinh nhật mà không phải mình được nhận quà, mình cũng có tặng quà cho người ta nữa. Đâu? Tặng cho cái người đó là con heo. Tại vì biết làm sao không, tự nhiên hai đứa mình với Trấn Thành chơi với nhau mà tặng qua thằng Anh Quang lại hoài mười mấy năm mà con này đứng chính giữa giống như người vô hình vậy. Giống như vậy mình... nè, giống gì chị là vô hình không đó. Có nghĩa là làm sao được tặng chị hả? Đâu có tặng chị. Em sẽ gỡ cái mông này á anh. Đó, dán là sao? Trà neo. Nhưng mà sau khi lấy của từ cái sợi dây này ra thì ôi lại gì con mẹ đi trời ơi đâu đây quà con heo đâu quà heo đâu đẹp chưa trời cầm nhung nhà Noel vậy này một cái món quà như nhỏ nó không có gì hết trơn
Không có gì hết trơn. Không có gì hết trơn. Cái này là mình không phải là đeo mấy cái chữ vậy mà mình sẽ đeo cái. Nói gì? Nói vợ. Cái này là đeo kiểu như rất là bất cần. Hiểu không anh? Dạ. Đeo kiểu như bất cần. Cái ngơ phải ngay lại. Không phải đeo bất cần cưng ơi, người ta đeo người ta sắp giày. Hững hờ. Có khi người ta đeo cũng giày nữa cưng ơi, chứ không phải ta bất cần. Hững hờ đó. Đeo kiểu kiểu tử thơ là đeo giày. Nói vậy đó. Đây kia là sắp giày. Sao chồng. Đây. Chị có bên Việt Nam chị có một chiếc túi này. Này ngộ ha, giống như cái cách mình cầm bịch chè đó. Là sao? Mua chè về cầm sợ nó dơ sợ ướt á. Rồi, thank you to Hoài. Thank you chị Hoài. Thank you hai vợ chồng. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, mẹ tay.